Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, mình đang có mặt ở nhà vườn Đạt Nhung, điểm bán cây giống chất lượng, có địa chỉ tại khu 31 ha, phố Nguyễn Mậu Tài, đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cây hoa ngũ sắc. Đây là cây hoa ngũ sắc của bên trung tâm. Cây giống như thế này đã có hoa sẵn rồi ạ, trồng rất là nhanh có hoa thôi. Cây giống thì đang có chiều cao tầm khoảng 30 cm. Cái loài hoa ngũ sắc này thì tùy theo từng địa phương mà nó có nhiều tên gọi khác nhau, như là châm ổi này, tứ thời, tứ quý. Cây này có nguồn gốc từ Trung Mỹ, ở nước ta thì được trồng làm cảnh hoặc là mọc dại. Nó là một cái loại cây bụi, thân gỗ, cành non dài và mềm, có lông, gai mềm cong xuống. Lá cây thì nó có hình trái xoan, nhọn, đầu dày, màu xanh nhạt. Mặt trên thì của lá thì có phủ nhiều lông ngắn và mềm. Hoa này thì không có cuống đâu ạ, mọc thành chùm và có màu nhiều màu sắc. Ví dụ như là đây này, vàng này, hồng này, đỏ này, da cam. Các bông hoa nở thì chụm lại thì thành một cụm hình tròn. Cây hoa ngũ sắc thì có quả màu xanh mềm, hình cầu và có vị thơm như quả ổi. Khi mà quả chín thì chuyển thành màu đen. Cái hoa ngũ sắc này thì nó mang ý nghĩa như một thông điệp gửi tới những cái người thân thương, tạo nên một bức tranh thiên nhiên rất là sinh động, hoa rất là đẹp. Nó tượng trưng cho sự cân bằng, hài hòa trong cuộc sống. Và nhắc chúng ta đang trân trọng những cái gì mình đang có. Đấy là ý nghĩa hơi khoa học một chút. Còn mình thì thấy đẹp thì mình trồng thôi. Cách trồng của hoa ngũ sắc này thì cây hoa ngũ sắc nó là một cái loại cây mọc dại, cho nên là sức sống rất là mãnh liệt. Mình không cần phải chăm sóc quá nhiều và không lo bị sâu bệnh. Nhưng mà đối với những cái người yêu hoa thì dù là loài hoa nào thì mình cũng vẫn nên tận tâm chăm sóc để có một cái loại hoa như ý muốn. Thì mình đừng quên các cái bước cơ bản, ví dụ như là đất trồng này. Thì cây hoa ngũ sắc là một cái loại cây không ưa ngập úng, cho nên là mình cần đất tơi xốp, có thể pha thêm cát hoặc là sơ dừa. Cây nếu mà được trồng ở đất thịt thì hạn chế tưới nước. Cây có tán rộng và nở hoa nhiều nên mặt đất cần phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Nếu mà trồng dưới đất thì không cần phải thay đất mỗi năm như là trồng ở trong chậu. Vị trí trồng thì mình cần tìm một vị trí lý tưởng, có đủ ánh sáng và độ ẩm cần thiết. Nếu mà không đặt nơi ẩm thấp, nó sẽ khiến cây hoa của bạn bị các cái vi khuẩn tấn công và nhiễm bệnh. Tưới nước thì cây hoa ngũ sắc này rất là dễ chăm. Mỗi ngày mình chỉ cần tưới một lần vào sáng sớm, chiều mát là đủ. Cây phải để không bị ngập úng, hoặc là cũng không để quá khô, nó sẽ bị chết. Và thi thoảng thì mình cần phải bón thêm phân hữu cơ cho cây trồng, để cây nó trồng lâu trong chậu nó không bị teo và bị chết. Nếu mà muốn cây xanh tốt thì ngoài các cái phân chuồng ủ hoai mua ngoài tiệm thì mình cần tưới, cần sới đất lên, giải đều cái phân lên và mỗi tháng trung bình bón khoảng một lần. Các bạn có nhu cầu mua cây hoa ngũ sắc thì vui lòng liên hệ đến trung tâm mình để được tư vấn và mua giống tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở các bạn ở những video tiếp theo.